sói này. Sói vô dụng. Con sói vô dụng. Sói này chắc nó bị bỏ đói hay sao? Ngồi vô luôn. Ngồi giống lại. Trời ơi à. Lết vô. Tất cả mình. Minh Sùi xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với sàn đấu ngôi sao. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ hai đội chơi. Họ rất trẻ, rất năng động, rất sáng tạo. Vâng, và ngay bây giờ sẽ được chào đón đội chơi đầu tiên. Người mẫu Đăng Khánh cùng với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Lời nói đầu tiên thì Hà Thanh Xuân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Sàn Đấu Ngôi Sao. Và chào Minh Xu. Yeah. Hồi nãy mà đứng ở phía trong á, thì nói trời ơi, em ơi sao em ăn cái gì mà em cao quá vậy? Mà ngày hôm nay là cũng có mang guốc rồi đó mà cũng không cao bằng nữa. Em, con gái đứng cạnh người con trai cao thì nó cũng bình thường thôi, sẽ được che đỡ ha. Đừng có nói ra cái chiều cao ở đây, anh nhụt. Ừ, hiểu không? Em không có cố ý. Dạ. Nhưng em cố tình đúng chưa? À, chắc đâu đó. Khánh, em cao mấy mấy Khánh? Dạ em thì em cao 1m87 à. Công nhận luôn á. Thôi mình không, đứng với nhau đi anh. Em đứng giữa đi. Nè Khánh nhìn thẳng. 2, 3. Như vậy có bằng nè. Trời ơi. Ủa là em không được nhảy hả? Em không được nhảy. Em xuống em đứng yên. Người mẫu Đăng Khánh thì mình sù tin là chắc chắn là nhiều sàn catwalk bạn đã tham gia rồi. Nhưng dạ, mà hôm nay cái sàn đấu ngôi sao nè, bạn thấy làm sao? Dạ thì em đến đây cái mục đích của em á là em phò tá chị của em thôi. Vậy hả? Dạ. Em giống như vệ sĩ anh không thấy hả? Còn nói gì nữa, trai tài gái sắc, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một đội chơi thứ hai không hề kém cạnh, là hai chàng trai nhưng mà họ sẽ song kiếm hợp bích cùng với nhau ngày hôm nay. Xin được giới thiệu diễn viên Lê Nam cùng với ca sĩ Triệu Long. Ủa? Sao mà hôm nay mình vui dữ anh? Anh đang hip hop mà cưng. Wow, hip hop lỡ rồi rap luôn anh. Hey, yo, yo, hôm nay sàn đấu ngôi sao. Đây anh. Hôm nay sàn đấu ngôi sao. Tôi đến đây chơi, tôi đến đây chơi. Rồi sao nữa? Trời ơi, tôi đến đây chơi để giành chiến thắng về cho đội nhà. Yeah. Ok, em ít tiền tải sữa cho con. Yeah. Em cũng giống như anh. Yeah. Thôi đi thôi. Yeah. Dạo này thì rap cũng đang rất là hot. Nhưng mà tụi anh hát rap xong khán giả truyền hình sẽ không nghe rap nữa luôn. Anh có một trường phái mới cưng à. Đó là gì anh ạ? Trường phái rap tự sự bản thân của anh. Tự sự bản thân anh hả? Thì bây giờ mình đã tìm hiểu về chương trình chưa? Anh cũng tìm hiểu sơ sơ, anh đã coi mấy số trên TV rồi. Anh thấy sao? Anh thấy rất là hào hứng. Wow. Và ngày hôm nay anh đến đây quyết tâm giật giải mang về. Chơi cố gắng mang cái giải này về. Vợ ơi, hãy đợi đấy, tôi sẽ mang giải về cho bà. Hay quá. Ủa? Là vợ ở nhà là kêu bằng bà hả? Tao kêu bằng bà mà. Vậy quá, hay quá. Còn bên đây, mình nói gì với vợ với con luôn đi. Mẹ ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Nói với vợ con mà. Thì ở nhà kêu bằng mẹ mà. Trời ơi. Tình cảm. Hôm nay ba đến chương trình này là ba với là anh Nam là có cùng một cái quan điểm là cố gắng lấy giải về để mua tả nè, mua sữa cho con nè. Đó, hai anh em là cùng hợp tác nha. Đúng rồi, cùng chung chí hướng. Đúng rồi. Hai đội chơi thân mến, bây giờ mình sẽ phải nghĩ ra cái tên cho đội của mình. Dạ. Mời đội bên đây trước. Chị á là chị thích màu màu tím nhất. Dạ. Em thích buổi gì nhất trong em trong thì ngày? Em thích buổi chiều. Dạ. Vậy thôi hai chị em ghép lại thành chiều tím. Quá đơn giản, xúc tích ha. Quá hay, chiều tím. Đội mình khi mà vừa nghe bên kia tới chiều tím là anh em suy nghĩ là một cái tên là không có hai anh em nha, của mình em thôi ha. Đó này đúng không? Có mình có một mình em coi thôi. Như mình cảm thấy như là chiều tím mà mình có cảm giác như là cảm giác là hai anh em lúc nào cũng là thích mưa, vì mưa rất là lãng mạn. Đó. Cho nên là Long quyết định là phải để cái tên
Mưa Hồng chẳng hạn được. Trời ơi, cái tên đàn ông quá vậy anh. Tên rất là đàn ông và nam tính nha quý vị. Chúng tôi chốt luôn đội Mưa Hồng. Ủa rồi, chị có tên luôn đi ha. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng tôi đó chính là tuyệt phẩm Bolero. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hai đội chơi đã sẵn sàng. Xin mời tất cả quý vị khán giả cùng đến với vòng đầu tiên được mang tên Nhanh Tay Lẹ Mắt. Xin mời. Vòng 1, Nhanh Tay Lẹ Mắt. Chân dung của một nghệ sĩ sẽ được ẩn sau 6 mảnh ghép. Có 6 câu hỏi gợi ý dành cho hai đội. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được cộng 10 điểm và lật một mảnh ghép. Sau khi các mảnh ghép được mở, đội nào trả lời đúng chân dung của nghệ sĩ bí ẩn sẽ được cộng 50 điểm. Và tất cả số điểm còn lại của các mảnh ghép chưa được mở, trả lời sai bị trừ 50 điểm. Quý vị thân mến, sàn đấu ngôi sao đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu đầu tiên khởi động dành cho hai đội chơi ngày hôm nay. Nhanh Tay Lẹ Mắt. Đầu tiên sẽ là gợi ý dành cho hai đội chơi nha, để chúng ta có thể là dự đoán rõ hơn về nghệ sĩ ẩn danh là ai. Xin mời. Chắc chắn hai đội chơi đã có ngay trong đầu mình những cái tên rồi đúng không ạ? Không em ơi, anh thấy giống như mấy hộp sữa nó quay quay luôn. Cái gì nó quay quay, chưa thấy gì hết trơn. Tưởng đâu là logo hay cái gì đó chứ em chưa kịp nhìn luôn đó anh ơi. Ba bức hình đó, chương trình sẽ có 6 mảnh ghép dành cho hai đội chơi để chúng ta lần lượt khám phá. Xin mời. Đây. Và bây giờ, danh lượt thời gian bắt đầu. Sau khẩu lệnh gì mình sẽ bấm ạ? Hết. Hay quá em. Anh hay quá. Anh nhìn gì em nghĩ gì vậy? Không phải. Sao? Anh ơi nhìn em nè anh. Ủa? Em nhạy cảm. Có nói chưa hết không? Dạ có. Nào. Xin mời đội nhà mình chúng ta sẽ mở tuần tự chứ hả? Xin mời. Thôi số 2 đi em. Tại chị sinh 2 tháng 5 thành ra chị lấy số 2 ạ. Số 2. Đằng sau mảnh ghép số 2 sẽ có câu hỏi như sau. Bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ nói về tâm trạng của một người gửi thư cho người yêu nhưng nhận được hồi âm là tấm thiệp cưới. Đó là bài hát nào? Có 3 gửi cho các bạn. Lựa nha. A. Sầu Lẻ Bóng. B. Sầu Tím Thiệp Hồng. Và C. Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Hát thử câu đó nghe chơi. Theo năm tháng hoài mong cứ gửi đi mấy lần mà hồi âm chưa thấy. Đáp án Sao Chưa Thấy Hồi Âm với giọng ca vô cùng ngọt ngào và đầm thắm của giọng ca Hà Thanh Xuân. Đây là một đáp án không chính xác. Em đặt niềm tin vào chị nhiều lắm. Xin lỗi em. Thằng bé bắt đầu muốn đổi đội rồi. Đội mình quyết định là bài. Em đọc ra hai cái bài đi. Sầu Lẻ Bóng và Sầu Tím Thiệp Hồng. Câu trả lời của anh là Sầu Lẻ Bóng. Nhưng mà đây nó dành. Em trả lời đi. Sầu Tím Thiệp Hồng. Không. Sầu Tím Thiệp Hồng là một đáp án không thể sai. Chúng ta tại sao thôi không sao. Không sao em, từ. Chúc mừng cho đội Mưa Hồng. Mặc dù mình không nhấn được chuông nhưng mình đã giành được cái lượt này 10 điểm đầu tiên nha. Yeah. Và ô số 2 mở. Hay quá trời luôn, cái cây trời. Không đáng được. Anh hãy nhìn kỹ vào bức hình này đi anh Lê Nam ạ. À. Anh sẽ thấy điều gì? Có một cái áo dài. Để anh nói đã. Cái áo dài như vậy thì cái cổ ở trên đó hả? Cái này là anh ơi, sắp xếp ngẫu nhiên. À, sắp xếp ngẫu nhiên. Sắp xếp ngẫu nhiên lắm rồi, áo dài rồi, nữ rồi đó. Nếu vậy thì thôi, mình mở tiếp vậy. Anh chọn ô số 1. Số 1. Hồi nãy mình xém xíu chọn số 1. Để coi số 1 mở ra bức hình nào nếu trả lời đúng. Và ẩn đằng sau mảnh ghép.
Tốt quá. Vâng. Câu hỏi của chương trình, bài hát vừa rồi Dấu Chân Kỷ Niệm, sáng tác Thúc Đăng do danh ca Giao Linh trình bày. Đây là bút danh của một nhạc sĩ nổi tiếng. Đó là ai? A. Mạnh Phát, B. Lam Phương và C. Hoài Linh. Theo như em được biết là Mạnh Phát. Không, vì không phải. Tại vì có mấy lần đi diễn chung với cô á, nghe cô tâm sự mà không có nhớ là cái bài hát nào, nhưng mà nghe cô nói là cô có làm việc cái làm Mạnh Phát mấy lần. Hoài Linh thì diễn hài chắc chắn không phải rồi đúng không? Đâu có nhạc sĩ Hoài Linh. Có nhạc sĩ Hoài Linh nữa. Đó là 3, 2, Mạnh Phát. Mạnh Phát. Một câu trả lời rất mạnh mẽ. Đúng. Anh biết chắc. Anh biết chắc. Anh biết chắc. Em còn chưa chắc nữa, anh biết chắc. Đây là một đáp án chắc chắn. Mang về 10 điểm hay. Nhường lượt cho bên đây. Rất mệt nha. Rất mệt. Tự động liền đó nha. Chắc chắn đúng. Yeah. Chúc mừng, đó chính là Mạnh Phát. Đội mình có thêm 10 điểm nữa và mở ô số 1. Đúng rồi, mở tiếp đi. Số 6 nha. Đưa cái đó ra mà biết. Đúng rồi. Số mấy? Số mấy? Số 6. Số 6 nha. Câu hỏi nằm đằng sau mảnh ghép số 6. Xin mời Vlog Clip. Cho mình dù biết đây là bài hát gì. A. Nhật ký đời tôi. B. Lòng mẹ. Và C. Người tình không đến. Bài nhật ký đời tôi. Nhật ký đời tôi. Chốt. Không thể nào. Không sai. Tôi nói đây là một đáp án đúng được. Ôi trời ơi, tới rồi, thời không chính xác. Thời khoan đã, khoan đã, cho xin á. Đây sao vui vậy? Sao vui, làm như là biết đáp án. Làm vui theo, vui theo. Bây giờ bên đây có lượt rồi. Dạ. Mình hãy trả lời trong hai phương án còn lại. Để từ từ anh đọc một, lại. Một, lòng mẹ. Hai, người tình không đến. Người tình không đến. Người tình không đến là một đáp án chính xác. Xin mời. Tôi quen biết em. Trời ơi. Sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa. Cái điệu kia nó cũng y chang giống vậy nè, cái điệu tôi giống y chang vậy đó. Ký cái gì? Ai tình gian dối rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. 10 điểm qua đây. Chính xác rồi em ơi. Chúc mừng. Và câu số 6 mở. Đoán luôn đi chị. Ôi thêm cái cột nữa em ơi. Cái này là ca sĩ chắc luôn, nhưng mà để em tính nha. Tức là em thấy cái tạo dài này, tại vì Hà Anh Xuân là rất là thích mặc áo dài. Đó. Đây cái chủ yếu là cái chỗ này nè. Tới sáng đó. Từ từ anh, cái gì cũng phải từ từ. Ừ. Thì Hà Anh Xuân rất là thích mặc áo dài. Đó. Mà cái áo dài của em mặc thì thường thường là em sẽ rất là nhiều họa tiết hay là những cái màu sắc sặc sỡ là bởi vì em thích như vậy. Yeah. Nhưng mà với cái tà áo dài này, quý vị nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ đi quý vị, đó là một màu xanh hoặc là một màu đen. Và cái hoa văn ở trên cái áo dài là một cái hoa văn có kim tuyến. Đó. Mà cái kim tuyến này là, em nghĩ đó là một cái kim tuyến mà cái họa tiết này, em nghĩ là không, bây giờ anh nghĩ lại vậy nè, mất thời gian bây giờ xử thua được không? Không có thua, em đang được lượt đúng mà. Đúng ra là phải xử thua đúng. Đó. Em đang ý chị em. Dạ, mình nói vô ý chính được không em? Dạ, ý chính là nếu như mà đoán là ca sĩ trẻ mà mặc áo dài là đúng. Thôi chị ơi, mình mà mở thêm con là... nữa đi chị. Mà cái này Xuân suy nghĩ là phải là các gọi là trưởng bối rồi. Tức đúng là... rồi. Giống như giờ mình nói như là cô Hương Lan nè, hoặc là cô Giao Linh nè, hoặc là cô Thanh Thúy nè, cô Phương Dung nè. Đó. Đó, tại vì Hà Anh Xuân đi hát chung mà biết, hiểu được cái style. Rồi bây giờ mình tóm gọn lại là vấn đề nè. Bây giờ mình tóm gọn lại là mình có đoán không? Tóm lại là... Dạ. Chị. Em muốn đoán luôn không? Thôi mình về mình mở thêm ô nữa đi. À vậy hả? Dạ. Em xin lỗi. Trời luôn á, đổ mồ hôi hột với em bên đây luôn á. Giờ mình đoán lỡ mình thua cái mình bị trừ 50 điểm. Cho em mở số 5 đi, 2 tháng 5 sinh nhật em. Rồi. Rồi. Cuối cùng là chốt lại là mở số 5 á anh. Con bé vẫn gần 5 phút hồ chốt lại mở ô số 5. Rốt cuộc là chúng ta không dự đoán mà lựa chọn ô số 5. Câu hỏi ô số 5 như sau. Trong bài hát nổi tiếng Về Đâu Mái Tóc Người Thương, có một chi tiết cho biết là người thương ấy đã đi lấy chồng. Đó là A. Xe hoa. B. Áo cưới. C. Tiếng pháo.
10 giây trả lời bắt đầu. Từ từ bình tĩnh em, từ từ. Tiếng pháo, tiếng pháo, tiếng pháo. Em biết bài này nè. 5 tiếng pháo. 4 3 con nó phải tay. 2 tiếng pháo anh. 1 tiếng pháo. Dạ. Bây giờ mới thấy một người đàn ông trong đội. Bây giờ mới thấy thằng bé nó trên. Em bắt đầu vô rồi, em bắt đầu vô. Em vô chưa? Chị em hơi rối rồi, để giờ chị em phân tích nhiều quá chị em rối rồi. Tiếng pháo. Chính xác. Với sự quyết định đơn phương độc mã. Gì vậy? Lại với chị không em hỏi xíu nữa rồi. Con bé này không có lập trường. Đúng. Đây là một đáp án. Tại bếp mè. Tại bếp mè. Xin mời theo dõi video clip. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mây sơn khê. Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo. Chị cảm thấy thương em rồi. Cho nên tôi nghĩ là cái đội này đang ủ mưu hay cái gì á, đúng không? Tung quả mù cho đội của mình. Tại thấy vì là... chắc là cậu này nghe bài này nhiều. Tại vì Hà Anh Xuân là bị hơi bị rối một tí xíu. Tại vì nó nhanh quá. Thì cũng có những cái ca khúc về xe hoa cũng có nữa. Nhưng mà bạn này khẳng định đã, Khanh đã khẳng định xong lại bài này em biết, bài này em thuộc. Thành ra là cho quyết định luôn là tiếng pháo và chị cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Yeah. 10 điểm nữa, chúc mừng. Xin mời ô số 5. Mở. Trời ơi. Sao đấy? Nó có cái bụt em ơi. Vậy thôi, mở tiếp. Mở tiếp không chị? Bây số giờ cái bụt này á, là cô là đứng ở dưới cái bụt này nè. Thôi em ơi, bớt phân tích lại em ơi. Dốc chỗ thì mang đi số đi. 43. Em thích số nào? Dạ, em số 3. Số 3. Câu hỏi nằm sau bản ghép số 3 như sau. Bài hát Gõ Cửa Trái Tim của nhạc sĩ Vinh Sử, chàng trai đã buồn như thế nào? A. Buồn lang thang. B. Buồn miên man. C. Buồn bẽ bàng. Em chọn cái nào? Em biết cái tên bài thôi. Rút ngắn thời gian đi sồ ơi. 4 3. Anh đọc lại giùm em đi. Buồn lang thang, buồn miên man, buồn bẽ bàng. Bẽ bàng là không có rồi. 4 3 2 1. Hết giờ. Buồn. Lang thang. Chắc thắng rồi. Lang thang. Thêm 10 điểm nữa. Buồn lang thang là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Vâng, đáp án này đúng, cho nên cộng thêm 10 điểm nữa. Mời ô số 3 mở. Trời ơi, em biết ai rồi. Ok, bây giờ mình đoán luôn đi em. Hay, chơi luôn với đi. Cái phong thái này và với cái những gì mà nãy giờ, mà những cái tư liệu mà nãy giờ chị em mình nghe và góp nhặt, thì Hà Anh Xuân nghĩ đây là nữ danh ca Giao Linh. Chốt không ạ? Chốt. Dạ, em theo chị em nói vâng, gì đâu. Rồi. Em tin chị không em? Em tin mà. Em tin chị không em? Em tin mà. Hay lắm. Danh ca Giao Linh với sự lựa chọn của đội Chiều Tím là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Yeah! Trời ơi, sao mà chị hay quá vậy? Tại biết sao không? Cô Gia Linh á, mỗi lần mà Hà Anh Xuân đi hát chung á, là cái tay cô hay để giày. Và cái tà áo dài này Hà Anh Xuân nhớ là Xuân đã gặp rồi. Hay quá. Nói chung ngày hôm nay hay bằng hơn. Chúng ta đã có rất là nhiều những cái cơ hội đổi qua đổi lại, nhưng cái lượt trả lời thuộc về đội của mình. 80 điểm, chúc mừng Chiều Tiếp. Yeah, mình có 80 điểm rồi em ơi. Đội mình đừng buồn, đừng thất vọng. Sao thua mà không buồn? Chơi thua không cho ta buồn. Mà chơi mà dường cho bên kia nữa chứ. Còn 2 vòng nữa. 2 vòng nhưng mà cái này anh phải buồn chứ, phải cho anh buồn chứ. Buồn, nét buồn, buồn đi. Ok, buồn quá. Nhưng chúng ta cũng không thể làm tất cả quý vị khán giả buồn được. Nỗi buồn của họ kệ đi. Và bây giờ xin mời hai đội chơi cùng với tất cả mọi người đến với vòng thứ 2 mang tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Quý vị thân mến, sàn đấu ngôi sao đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu thứ 2 với tên gọi Ngôi Nhà Của Sói. Khủng long con. Hôm nay không còn là khủng long con nữa mà là khủng long cha rồi. À, lớn rồi. Lớn rồi. Em biết làm sao không? Qua đây. Đứng vô giữa này đi. Tại vì chương trình này á có rất là nhiều người mặc bộ đồ khủng long rồi. Nhưng mà chưa có một tập nào anh thấy cái chân nó xuất hiện hết trơn.
Chỉ có đi tập này nó mới lòi cái chân ra thôi. Mà bây giờ mới biết khủng long nó dài vậy luôn á. Ra đây lương sơn. Trời đất ơi, đáng yêu quá. Cái giờ âm nhạc lên là mình nhảy liền nha. Hoặc là khủng long đi catwalk liền nha. Music lên. Đó. Trời ơi. Đó. Yeah. Xoay. Trời ơi. Chị chưa thấy con khủng long nào mà xấu như em á. Nó thì có cái đuôi nó hơi dài, nó hơi vướng thôi. Hy vọng rằng là mình sẽ có một cái kỹ năng rồi ha. Mình chơi sẽ không bị vướng nha. Luật chơi rất đơn giản như sau. Vòng 2, ngôi nhà của sói. Mỗi đội phải lần lượt trả lời 3 câu hỏi bằng cách đi đến mở cánh cửa tương ứng với đáp án mình chọn. Trả lời đúng được cộng 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Nhưng người chơi phải chạy thật nhanh. Nếu sói bắt được thì đội đối thủ sẽ được cộng 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Trong ca khúc Tình Bơ Vơ của nhạc sĩ Lam Phương, mây trong ca khúc này có màu gì? A. Mây trắng. B. Mây tím. Mình có 5 giây à. Từ từ tới khi nào nữa? Ai trả lời? Chạy. Em vô. Và đó là chính xác. Chúc mừng. Ủa sao em sợ dữ vậy Khánh? May mắn cho nhà người đây. Yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa nên chưa thấy con nào mà xấu như con này luôn. Chính xác, chúc mừng. Đó chính là mây tím. Chúc mừng các bạn có 20 điểm. Yeah. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Bài hát Đôi Ngã Chia Ly của nhạc sĩ Khánh Băng. Hai người trong bài hát Đôi Ngã Chia Ly đang nhắc tới lời hẹn vào mùa nào trong năm? A. Mùa xuân. B. Mùa thu. Mời Xuân. Xuân lựa chọn xuân hay lựa chọn thu? Cái nào xuân, cái nào thu? Cái này xuân, cái này thu. Xuân tên em. Xuân tên em. Nhưng đây là đáp án. Mở ra luôn. Mở ra, mở ra. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Xoay. Xoay. Dễ trời. Xoay. Xoay, xoay, xoay. Bẹo, bẹo, bẹo. Đáp án. Đáp án của chương trình. Là đáp án gì? Không biết, thấy ra mấy con người bay ra vô. Mình phải đứng cái cửa mà sai chứ. Không biết thì ta đã thấy có người là bay ra chụp thôi. Và đáp án của chương trình là mùa xuân. Mà mình đứng cái mùa xuân là mình sai. À, tự nhiên không được. Vậy là chơi xấu chị em rồi. Chị em. Ủa, trả lời đúng. Phải cho con sói nó không có kiến thức thì tại sao nó biết được cái gì. Rồi đi vô đi. Trời ơi. Hoàng tử, dạy sói lại đi, vô. Thấy là bay ra chụp thôi. Tức ghê này. Em mở mà. Nếu 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 cái cửa. Nghi rồi. Nghi rồi. Xin mời đáp án của chương trình. Em ơi, em ơi. À, vậy là chị đúng rồi. Hồi nãy em tưởng chị bị sai. Hay quá chị ơi. Nếu mà mọi cuối buông ba, anh về nối lại tình ta. Hay quá vậy. Sao chị hay quá vậy? Đáp án là mùa xuân, tại vì con sói đứng lộn cửa thôi. À dạ. Vậy hả? Nhà chúng ta là có một phe rượt đuổi, rất là thoát tim phải không? Nhưng đội mình vẫn có 20 điểm nữa, chúc mừng. Rồi, và bây giờ cơ hội cuối cùng dành cho các bạn. Xin mời, một đoạn video clip gợi ý. Hát tiếng Việt hả chị? Ủa anh ơi, cái máy nó bị gì phải không anh? Không phải em. Tiếng Việt hả anh? Cái này là tiếng Việt nhưng nó có một cái sự thách đố là mình chỉnh méo méo tiếng tiếu. Em tưởng cái đĩa nó bị hư. Dạ, yeah. Khánh ơi, anh nghĩ là câu này em phải trả lời rồi, trúng tủ em. Bài hát này tên gì? Có hai phương án. A. Tấm ảnh không hồn. B. Nhớ nhau hoài.
Vòng 2 để em. Ok. Cố lên. Anh đọc lại cho em đi. Đây, đáp án A, tấm ảnh không hồn B, đó là nhớ nhau hoài. Sao vậy, sao vậy? Chọn phương án nào? Hồi nãy em chọn B rồi, giờ em chọn A. Ok. Nhưng mà em sợ quá. Sợ cái gì? Một người cao 1m97. Ơ lộn, 87 hơn anh. 1m87. Mặc bộ đồ màu hương như vậy, bứ gì mà sợ ai? Mở đi em. Có chị bảo vệ em, mở đi em. Hai. Rồi, no nê rồi. Trời. Yeah. Và đây, con sói là người chiến thắng. Yeah. Anh ở nơi nào? Có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Đây là ca khúc nhớ nhau hoài, một đáp chính xác, nhưng mà đội mình chưa lựa chọn phương án chính xác được. Không sao, mình không có điểm câu này thôi, đội mình có thêm 20 điểm nữa, chúc mừng. Bây giờ để người ta công bố điểm nè, đội mình có bao nhiêu điểm? 40 điểm. Tự hào không? Trời ơi, quá tự hào. Bên nhà mình có bao nhiêu điểm? 120 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là thời gian để mình gỡ điểm. Thời gian hoán đổi bắt đầu. Quý vị thân mến, hoán đổi đã xong và bây giờ chúng ta đến với lượt thứ hai của đội Mưa Hồng. Anh biết chương trình rồi. Anh hiểu luật chưa? Anh đã hiểu luật rồi và anh sẽ lấy được 80 điểm để bằng cái số điểm bên kia. Dạ không, cái này là cao nhất là 60 thôi. Vẫn còn thua hả? Vẫn còn thua, nhưng còn vòng ba lo cái gì? Ok. Dạ, chơi. Anh Triệu Long sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Ừ. Hả? Cái gì thật? Dạ, âm nhạc đã hết. Và đây là bài hát gì? Chúng ta có hai gợi ý dành cho hai anh. A, đêm tóc rối, và B, tội tình. Long, em tin anh không? Em rất là tin anh. Ok, em để ra chi tiết. Ok. Thì em biết chắc câu trả lời. Bài này là hồi xưa mẹ anh đã từng mở cho anh nghe nằm lòng. Trời. Cho nên ký ức này không thể mình quên được. Không thể nào anh quên được. Mời anh. Và anh chắc chắn mở đúng cửa nha. Đêm tóc rối, đây là tội tình. Anh bước tới đây anh thấy anh mắt của em giống như là Mở đi Nam. Anh Nam à. Anh biết chắc đáp án B là đáp án chính xác. Mời anh. Con sói vô dụng. Con sói vô dụng. Số này chắc nó bị bỏ đói hay sao? Thôi vô luôn. Thôi đóng lại. Trời ơi à. Lết vô. Tất cái mình. Sói được cái nó dài à. Đóng cửa. Thật sự ra là đã ôm được anh Nam rồi. Không em. Từ từ. Thật ra là đã ôm được anh Nam rồi. Nhưng vụt tay. Đúng. Tại vì cái này phải tính là vật anh Nam xuống. Đúng. Không vật được anh. Đè anh Nam lên. Đúng. Thì mới tính. Đúng. Còn cái này không bật được cho đến đúng. Đội mình không có điểm bởi vì trả lời sai. Có cái câu hỏi này, đêm tóc rối là đáp án chính xác. Đúng rồi, anh biết không?
Sói ơi, không có được điểm à sói ơi. Hát da diết quá, chắc anh Nam nằm lòng một lần nữa ca khúc này. Bài này hồi xưa chú hàng xóm nhà anh chú Bảy, chú Bảy hay mở cho anh nghe. Vậy chắc chắn anh không thể nào quên được, đúng không anh? Ký ức tuổi thơ ùa về. Câu hỏi như sau: trong đoạn nhạc trên người yêu cô đơn, bao nhiêu lần cụm từ yêu ai được nhắc đến? A 4, B 5. Lòng, hãy tin anh một lần. Hãy tin anh một lần. Chú Bảy mở cho anh rất nhiều lần anh nghe bài này. Anh dám chắc luôn. Mời anh. Mời anh. Ok, em tin đúng người đó. A là 4. Em nói tới A thôi, đừng nói tới B. Tại em biết chắc đáp án đó là đáp án A. Mời anh. Mở đi nào. Sao hú quá vậy? Đó là những con sói hàng xóm thôi. Vâng. Sói hàng xóm nha. Thôi cũng nhờ tiếng thú của sói tôi chọn B. 3, 2, 1. Tại sao con khóc? Trời, có ai khóc đâu. Không ai khóc. Mời bà đi vô. Ủa vậy hả? Trời đất ơi luôn á. Mà hôm nay là bà tiên, tưởng đâu bà bụt. 20 điểm đầu tiên trong lượt này dành cho đội Mưa Hậu. Hay quá anh Nam ơi. Chưa? Câu hỏi cuối cùng như sau: trong ca khúc Chuyến Tàu Hoàng Hôn đó, của nhạc sĩ Minh Kỳ và Hoài Linh, chuyến tàu lăn bánh lúc nhà ga như thế nào? A sắp lên đèn, B vắng không người. Hồi xưa nhà anh kế bến tàu luôn. Anh phải trả lời chứ, đúng không? Đúng không? Nhà anh hồi xưa kế bến tàu. Em có tin anh. Em không tin anh là coi như là xong luôn. Anh lớn mà, đúng không? Anh Nam, mình có hai người một đội. Thôi chơi đi em. Nhưng mà thua là lỗi do em á. Chứ nhà anh hồi xưa là kế bên phòng vé luôn á. Hay quá. Nhưng mà theo em á là em nghĩ là A. A là gì ạ? A là sắp lên đèn. Sắp lên đèn. B là vắng không người. Vắng không người. Vắng không người. Thấy chưa, vắng không người cái nó rung. Đó, là B là vắng không người đúng không? B vắng không người. Em tin anh đi. B vắng không người. Vậy bây giờ anh vô mở cửa hay em vô mở cửa? Em vô mở cửa đi. Mời Long. Anh vô thì em muốn mở cửa nào anh mở. Em mở đi. Theo anh là cửa nào? B là vắng không người đúng không? Đúng. A là gì? A là phố lên đèn. Chúng ta bỏ đi, cửa bỏ đi, bỏ B đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ cửa đó không phải đâu. Qua A đi. Qua A đi. Nghe nói đi. Qua A đi. Một. Yeah. Em kiểu bắt con. Trời ơi. Đó anh ơi, buồn cô đơn, đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng 20 điểm nữa cho đội Mưa Hậu. Trời ơi, quá trời điểm luôn, mới được có 80 rồi trời. Mình nhiêu em? Mình 150, ấy là 120. 80 với 120 cũng không chênh lệch là quá xa cho nên ngay. Ta chứ, 180. Nhưng bây giờ cái vòng tiếp theo anh được quyền nhân đôi, nhân 3, nhân 4. Ồ, ok. Chơi không? Chơi. Chơi chứ. 120 mà nhân 3 là nhiêu em? 360 chị. Đó, bởi vậy bên kia cũng được nhân mà anh ha. Cơ hội dành cho hai đội đến với vòng cuối cùng mang tên gọi Đặt Cược. Xin mời. Vòng 3 đặt cược có 3 câu hỏi. Trước mỗi câu hỏi, hai đội chơi phải bấm chuông để giành quyền đặt cược. Trả lời đúng được cộng thêm số điểm bằng với số đã đặt cược. Trả lời sai sẽ bị trừ số điểm đặt cược.
và đòi đối thủ được quyền trả lời. Trả lời sai không bị trừ điểm. Trả lời đúng được cộng số điểm mà đối thủ đã cược. Quý vị thân mến, sàn đấu ngôi sao đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu cuối cùng dành cho hai đội chơi với tên gọi đặt cược và khẩu hiệu là bắt đầu chứ không phải là hết nữa. Mặc dù chương trình gần hết rồi nhưng chúng tôi lại muốn bắt đầu. Hay quá em. Anh hay quá. Không phải em mà mình MC mình bớt lương lẹo nha. Như vậy là đội em được rồi phải không anh? Chính xác. Xin mời đội nhà mình đang có 120 điểm. Các bạn muốn đặt cược bao nhiêu điểm? 20 thôi. 20 điểm. Ít vậy? Trời. Ít quá hả? Chơi có 3 vòng, có 3 số mà đặt có 20. 120 mà 80. 80 mình đặt 80 luôn chị. Thôi ở đâu ra mà 80 dữ vậy? Bài này hay á. Thôi vậy cho em 40. Vâng, 40 điểm. Và với việc đặt cược 40 điểm đúng sẽ được 40, sai bị trừ 40 và lượt chơi trả lời thuộc về đội Mưa Hồng. Câu hỏi như sau: trong bài hát Khuya Nay Anh Đi Rồi của cố nhạc sĩ Châu Kỳ, thời tiết đêm đó như thế nào? Không có gợi ý, mời các bạn trả lời. 15 giây bắt đầu. Nay anh đi rồi. Tuyết rơi. 10 giây. Trời lạnh. Trời lạnh, chốt chưa? Trời lạnh, tại vì bài này em chưa hát. 5 giây. Em chưa hát bao giờ hết nhưng mà em nhớ là thường thường 4. Là lạnh. Nếu như lạnh là đoán chính xác, các bạn có thêm 40 điểm. Tức là nếu như là không đúng thì đội của các bạn bị đóng băng và bên đây xám mát. Trả lời. Và đội bên đây sẽ có 40 điểm nếu như trả lời đúng. Trả lời đúng mới được. Đúng rồi. Nhưng không cần phải trả lời bởi vì đây là đoán chính xác. Chúc mừng. Gió lạnh lạnh buồn nơi khuya nay anh đi rồi. Hay quá. Bao nhiêu nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến ơi. Nhập vai anh. Sao vậy em? Cái bài hát rõ ràng là gió lành lạnh. Trời lạnh hồi nào? Anh xí. Thì thường thường là trời lạnh mới có gió. Khoan. Đây. Bài hát của nhạc sĩ là gió lành lạnh buổi trưa khuya nay anh mới đi rồi. Nhưng mà câu hỏi là thời tiết như thế nào? Thời tiết lúc đi là khuya. Là làm gì có chữ trời lạnh. Tức là anh Nam muốn là phải khuya lạnh. Thôi, gió đi, lạnh bỏ, nhưng bỏ, không bỏ, nói bỏ. Là trời lạnh buổi khuya. Gió lạnh lạnh buồn. Buồn. Buồn ơi. Dân. Đáp án lạnh chính xác, mệnh về chỗ. Chỉ có tôi. Chỉ có tôi. Lạnh, lạnh từng cơn á. Lệ Nam anh đi rồi. Tức quá thì tức luôn thiệt không. Thì thôi bây giờ là lượt mới. Mình ráng mình để cái tay sẵn ở đi rồi em nói cái từ đó rồi mình bấm. Ok. Được chưa? Ok. Chơi không quạo. Không quạo. Vui vẻ không? Ok, vui vẻ. Bắt đầu. Bắt đầu. Mà trả lời cho đúng nè, nha. Bắt tay rồi. Đúng chưa? Anh ơi. Không, được rồi em. Thích quá, thích à. Nhưng mà anh có thích không? Anh thích em quá. Mời anh đặt cược. Ok, đặt 80 luôn. Nếu đặt 80, anh trả lời sai câu này thì chúng ta sẽ dừng luôn cuộc chơi, bên kia chắc chắn thắng. Chứ nếu anh đặt 40 thì anh cũng thắng, anh cũng đâu ăn được bên kia. Nếu còn trong 3. Đúng rồi. Mình còn một lượt nữa. Lượt nhưng mà lỡ bên kia bấm cái ta chơi 10 điểm rồi sao? Tại sao lại là lỡ ở đây? Không em ơi, mình tính phải bấm được chứ. Ok em ơi, đó là tiền bạc của anh mà em. Vâng. Được rồi. Anh đặt 80 điểm. 80 điểm. Và câu hỏi chính thức là: trong bài hát Tình Nghèo Có Nhau của nhạc sĩ Đài Phương Trang, tiêu chuẩn duy nhất mà chàng trai mong ở người yêu của mình là gì? Biết bài đó không? Ta ta gió lạnh lạnh. Mấy giờ rồi anh? Mấy giờ rồi? Mấy giây rồi? Giờ 5 giây. Tình Nghèo Có Nhau, bài hát đó hát sao? Bài đó hát như thế nào? Tình Nghèo Có Nhau thôi. Tình nghèo mình phải có nhau chứ. Trong ca khúc là vậy mà. Hiểu không? Ok. Hỏi lại câu hỏi một lần nữa. Anh ơi. Một giây thôi nha. Một giây hỏi trả lời liền nha. Ok ok. Ôi, lâu quá. Hết. Tình Chờ, nghèo là gì? Dạ, hết giờ. Tình nghèo mình có nhau được rồi. Rồi. Đúng. Tiêu chuẩn nó vậy thôi. Tiêu chuẩn đơn giản vậy thôi. Dù nghèo nhưng có nhau. Tiêu chuẩn dù nghèo
nhưng có nhau. Đúng rồi. Tiêu chuẩn chỉ cần như vậy. Đúng, đúng. Cuộc là đàn sống anh cũng vậy mà. Cuộc sống mà. Đúng rồi. Mà đặc biệt trong bài hát này nữa. Đúng. Hồi xưa người ta cần gì đó. Ta cần gì? Ta chỉ cần tình yêu thôi. Tình yêu thôi. Nghèo. Có thể. Và đáp án của chương trình là gì? Đợi một chút xíu em hỏi đáp án thử bên này có không. Có. Bên mình nếu như mà được đưa ra đáp án, mình lựa chọn phương án là gì? Con bé nó đang đi vào giấc ngủ để nhớ cái lời bài hát. Em ơi. Trung Thủy. Bên đây em hỏi người ta suy nghĩ trước. Mình đang là lượt đặt cược đúng không? Cho nên bây giờ người ta chỉ cần hát một câu thôi là biết được đáp án liền. Mời em hát. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Khoan khoan khoan, xí xí, em nhớ cái bê đó là vậy nè. Anh ơi, em ơi, anh cần người yêu Trung Thủy. Anh cần người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Đó, nhớ câu đó đó. Vừa nghèo mà vừa Trung Thủy nữa. Anh à, đôi khi hát sai bài. Đúng, anh biết mà. Hát sai. Mình vẫn phải còn hy vọng chứ. Trời ơi là trời. Quý vị thân mến, luật của chương trình vẫn là luật. Nếu như trả lời sai, chúng ta sẽ dừng cuộc chơi tại đây luôn. Và đội chơi chiến thắng chắc chắn thuộc về đội chiều tím. Và hai phương án, một dù nghèo có nhau. Dù nghèo nhưng có nhau. Đúng. Bên đây, Trung Thủy. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là Trung Thủy. Đội chơi chiến thắng tay trong tay đi. Đội chiều tím chúc mừng. Quý vị thân mến, ngày hôm nay đội chơi chiến thắng đó chính là đội chiều tím với 240 điểm. Chúc mừng. Dạ, mình nhận cúp đi. Ê, hai chị em chứ hả? Ủa vậy vậy vậy. Ba, ủa, nhìn thẳng vô máy quay, nói gì với vợ con đi. Vợ ơi, tả sữa không có rồi. Long, mời anh. Mẹ ơi, kỳ này chắc cũng không có sữa với tả luôn rồi. Dạ. Minh Sù sẽ được trân trọng thông báo với hai chị và các con ở nhà. Tối nay ngủ ngoài đường. Ôi vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đến với chương trình tuần này. Chương trình do VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ Minh Sù, các nghệ sĩ xin chào và hẹn gặp lại.